Mã Ý âm thầm nuôi 3.000 tử sĩ làm thế nào không phát hiện ra? Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong lịch sử Trung Quốc, nếu nói về kỳ phùng địch thủ của Gia Cát Lượng thì không ai khác, đó chính là Tư Mã Ý. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tư Mã Ý đã lập mưu và khởi binh giành chính quyền về tay mình. Từ đó, nhà Tây Tấn đã chính thức thay thế nhà Ngụy. Cuộc binh biến đó của Tư Mã Ý trong lịch sử Trung Quốc được gọi là sự biến Lăng Cao Bình. Ông đã âm thầm nuôi 3.000 quân trong suốt thời gian dài để chuẩn bị, nhưng không ai phát hiện ra. Vậy Tư Mã Ý đã làm như thế nào để che mắt hoàng đế và có sự thật nào được che giấu đằng sau cuộc binh biến đó hay không? Tất cả sẽ được chúng tôi hé lộ trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngoài ra lịch sử Trung Quốc sẽ phát sóng tất cả các chương trình vào 11 và 19 giờ hàng ngày. Quý vị đừng quên ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân của cuộc chính biến này. Năm thứ ba Cảnh Sơ, tức năm 239, Ngụy Minh Đế Tào Duệ tạ thế, di chiếu Hoàng Thái tử Tào Phương mới gần 8 tuổi kế vị, do Đại tướng quân Tào Sảng cùng Thái úy Tư Mã Ý phụ chính. Tào Sảng là con Tào Chân, lúc mới bắt đầu phụ chính bởi vì tuổi tác cùng uy vọng Tư Mã Ý khá cao, coi Tư Mã Ý như cha, mọi việc không dám chuyên quyền. Bọn người Hà Yến hướng Tào Sảng góp ý, quyền lực không nên phó thác cho người khác. Về sau, Tào Sảng bắt đầu chuyên quyền, trọng dụng bọn người Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Tất Quỹ, Đinh Mật, bài xích Tư Mã Ý. Không lâu sau, thăng Tư Mã Ý làm thái phó để đoạt đi thực quyền. Tiếp đó, lại bổ nhiệm em là Tào Hy và Tào Huấn làm trung lĩnh quân và vũ vệ tướng quân. Tập đoàn Tào Sảng hoàn toàn trưởng khống cấm quân trong cung. Từ đó, Tào Sảng cùng bọn tâm phúc là Hà Yến khống chế vận hành triều đình, quyền nghiêng triều chính, thậm chí rời Quách Thái Hậu đi Vĩnh Ninh Cung. Tào Sảng còn lấy tài nhân của Ngụy Minh Đế làm ca kỹ, tiếm dùng nghi trượng hoàng đế, còn đồng thời là phụ chính đại thần Tư Mã Ý thì bị tước mất quyền lực. Năm thứ năm Chính Thủy, tức năm 244, bắt đầu cuộc chiến hưng thế. Tháng 4, Tào Sảng tiến cử Hạ Hầu Huyền làm Trinh Tây tướng quân. Chức Trung Hộ Quân đổi cho Tư Mã Sư đảm nhiệm. Tháng 8 năm thứ 6 Chính Thủy, Tào Sảng lại hủy bỏ Trung Kiên Doanh, đem doanh binh quy về Trung Lĩnh Quân Tào Hy, tăng mạnh Trung Lĩnh Quân quyền lực mà giảm đi quyền lực của Trung Hộ Quân. Nhưng việc Tào Sảng đem quyền quản lý cấm vệ quân đưa vào tay họ Tư Mã đã mang đến hậu quả không tưởng tượng được. Tư Mã Ý không tham dự quyết sách chính lệnh vì chờ đợi thời cơ, ngưng tụ lực lượng phản kích. Năm thứ 8 Chính Thủy, tức năm 247, giả bệnh từ chức để né tránh Tào Sảng. Năm sau, Lý Thắng đến Kinh Châu nhận chức Thứ Sử. Trước khi đi đến chào từ biệt Tư Mã Ý, trước mặt hắn, Tư Mã Ý giả ra dáng vẻ bệnh nặng, bởi vậy khiến Tào Sảng đối với ông càng thêm lơ đãng. Nhưng ngược lại cùng lúc, Tư Mã Ý lại cùng con trai là Tư Mã Sư, lúc ấy là Trung Hộ Quân, Tư Mã Chiêu cùng bọn người Thái úy tương tề kín đáo chuẩn bị phát động binh biến. Diễn biến: ngày 6 tháng 1 năm thứ 10 Chính Thủy, tức ngày 5 tháng 2 năm 249, Thiếu đế Tào Phương đến Lăng Cao Bình bái yết mộ Minh Đế, anh em Tào Sảng cùng thân tín đều theo hộ tống. Tư Mã Ý thừa cơ phát động chính biến dựa vào Quách Hoàng Thái Hậu, vốn đã bị Tào Sảng đoạt quyền chiếu lệnh, phong tỏa cửa thành Lạc Dương, dẫn binh chiếm cầu núi Lạc Thủy. Tiếp đó, bổ nhiệm tư đồ Cao Nhu Giả Tiết lo việc đại tướng quân tiếp quản quân quyền của Tào Sảng. Vương Quan đảm nhiệm trung lĩnh quân tiếp quản quân đội của Tào Hy. Tư Mã Ý khống chế thành nội, lập tức phái người thượng tấu hoàng đế Tào Phương, tuyên bố phụng chiếu thư Hoàng Thái Hậu bãi miễn anh em Tào Sảng. Chiếu thư truyền đến tay Tào Sảng trước, Tào Sảng lo sợ, không yên, không biết làm thế nào cho phải, cũng không dám đưa cho Tào Phương. Sau khi chính biến phát sinh, đại tư Nông Hoàn Phạm không để ý thuộc hạ khuyên can ra khỏi thành khuyên Tào Sảng quay về Hứa Xương, rồi dựa vào hoàng đế làm hiệu triệu ủng binh chống cự Tư Mã Ý. Tư Mã Ý liên tiếp phái bọn người thị trung Hứa Doãn, thượng thư Trần Thái, Doãn Đại Mục thuyết phục Tào Sảng đầu hàng. Cũng hứa hẹn chỉ cần bãi binh, dừng ngựa, giao ra binh quyền vẫn có thể bảo lưu tước vị. Tào Sảng do dự một đêm, sau cùng cho rằng dù đầu hàng sẽ mất đi chính trị quyền lực,
nhưng lấy tước hầu, thân phận vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế là từ bỏ chống cự mà mời hoàng đế bãi miễn mình, cũng hướng Tư Mã Ý nhận tội. Sau khi anh em Tào Sảng bị bãi quan, lập tức trở lại phủ đệ. Năm 249, vốn cùng Tào Sảng qua lại rất thân trong triều đình là Thị Tòng Trương Đương, do đình úy Nghiêm Hình Khảo Vấn đã cung xưng Tào Sảng cùng Hạ Yến lập kế hoạch tạo phản vào tháng 3. Thế là Tào Sảng cùng phe nhóm đều bị bắt, mà Hoàn Phạm cũng bởi vì đã từng tuyên bố Tư Mã Ý mưu phản, bị coi là vu cáo mà hạ ngục, cùng bọn người Tào Sảng bị xử tử, đồng thời tru diệt tam tộc. Sau, phong cháu họ của Tào Chân là Tào Hy làm Tân Xương Đình Hầu, ấp 300 hộ, giữ gìn hương hỏa Tào Chân. Công nguyên năm 249, Tư Mã Ý phát động chính biến. Ông đem theo 3.000 tử sĩ, tức những dũng sĩ không sợ cái chết, khống chế kinh thành, ép Tào Sảng đầu hàng. Lịch sử Trung Quốc gọi là sự biến Lăng Cao Bình. Cuộc chính biến này đánh dấu cột mốc toàn bộ chính quyền Tào Ngụy rơi vào tay gia tộc Tư Mã. Tào gia trên thực tế đã mất đi quyền kiểm soát triều chính, trở thành một con rối của Tư Mã Ý. Nhưng 3.000 tử sĩ hoàn toàn không phải là một con số nhỏ. Tư Mã Ý rốt cuộc đã dùng cách gì để che mắt, thoát khỏi sự khống chế của hoàng đế? Thời điểm đó, pháp luật quốc gia quy định âm thầm bồi dưỡng, tăng cường thế lực ngầm là tội chết, nếu phạm phải sẽ tru di cửu tộc. Còn Tư Mã Ý ngược lại dám ở trong thành Lạc Dương nghiêm ngặt, ngay dưới con mắt của hoàng đế xây dựng cho mình một đội quân hùng mạnh. Quyền lực quân sự của Tư Mã Ý tuy đã bị tước đoạt, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới sức ảnh hưởng về mặt chính trị của ông. Gia tộc Tư Mã dưới thời Đông Hán, Tào Ngụy là một gia tộc lớn. Cha, ông, tổ phụ, tăng tổ phụ của Tư Mã Ý đều từng làm quan to trong triều. Đến thời Tư Mã Ý, ông có 7 người huynh đệ, ông là thứ hai. Tất cả đều là trụ cột quốc gia và có tiếng nói, quyền lực nhất định. Khi bị tước đi quân quyền cũng là lúc Tư Mã Ý nhận thức ra được rằng mình phải có một thế lực vũ trang cho riêng mình. Ông sắp xếp tất cả lực lượng vũ trang tư nhân của mình cải trang làm thành viên trong gia tộc, chẳng hạn như người canh phủ, làm vườn, nô bộc. Đây chính là cách Tư Mã Ý thành lập quân đội riêng mà không hề bị phát hiện. Tư Mã Ý dẫn theo 3.000 tử sĩ khống chế hoàng cung, ép Quách Hoàng hậu hạ chỉ đóng cổng thành. Cả hoàng thành đều rơi vào tay Tư Mã Ý. Tư Mã Ý sau khi chiếm được hoàng cung, thâm giao của Tào Sảng là Hoàn Phạm tìm cách trốn ra khỏi thành, đem thông tin Tư Mã Ý phát động chính biến báo với Tào Sảng, khuyên Tào Sảng tập hợp, chiêu mộ quân đội kháng lại. Nhưng Tào Sảng do dự không quyết, cuối cùng từ bỏ phản kháng. Cứ như vậy, Tư Mã Ý đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa sĩ tộc và tổng thất. Kính thưa quý vị, Tư Mã Ý phỏ tá cho Tào Ngụy, sau đó làm cuộc binh biến giành hết chính quyền về tay mình, biến nhà Ngụy thành Bù Nhìn và sau được suy tôn làm Cao Vũ Tuyên Hoàng đế. Đây là một nhân vật có công lớn trong việc thống nhất Trung Hoa thời bấy giờ. Và để hiểu rõ hơn về nhân vật này, xin mời quý vị cùng chúng tôi quay ngược thời gian để tìm hiểu về ông. Tư Mã Ý là ai? Xuất thân Hàn Vi và sự nghiệp oanh liệt. Tư Mã Ý xuất thân trong một gia đình có tới 8 người con trai. Cha là Tư Mã Phong, mẹ là Kỳ Đình. Từ nhỏ, Tư Mã Ý đã cho thấy ông là một người tài xuất chúng khi luôn biết nắm thời cơ và nhận định, giúp gia đình vượt qua bao nguy hiểm, thảm chiến trong thời Tam Quốc. Nhìn chung, Tư Mã Ý xuất thân Hàn Vi, gia đình và thời cuộc chính là nơi rèn luyện, nuôi dưỡng, đào tạo về tài nghệ của ông. Năm Tư Mã Ý mới 20 tuổi, Thái thú Nam Dương đã gặp ông và nhận xét ông không phải là người bình thường và ngỏ ý trọng dụng. Cuộc đời chính trị của ông bắt đầu bằng việc làm thuộc hạ dưới trướng Tào Tháo. Lúc bấy giờ, Tào Tháo là thừa tướng. Vì vậy, dù không muốn nhưng Tư Mã Ý vẫn phải chấp nhận trong sự ép buộc lựa chọn bị bắt hoặc làm quan dưới trướng. Bởi có tài lại được Tào Tháo và Tào Hồng tin tưởng. Tư Mã Ý là ai mà có thể nhanh chóng phát triển trên đường quan lộ? Ông dần thăng tiến và cuối cùng giữ vị trí cố vấn cho Tào Tháo. Năm 215, Tư Mã Ý và Tào Tháo đánh bại Trương Lỗ. Sau đó, Tư Mã Ý ủng hộ Tào Tháo xưng vương, lập ra nhà Ngụy. Sau khi Ngụy Vương Tào Tháo qua đời, Tào Phi được kế vị, Tư Mã Ý lại trở thành cố vấn của Tào Phi. Từ đó, Tư Mã Ý và Tào Phi trở thành một cặp nhân vật đáng gờm thời Tam Quốc diễn nghĩa. Bởi sau khi Tào Tháo qua đời, việc tranh giành quyền lực bắt đầu và Tư Mã Ý đã ủng hộ Tào Phi lên ngôi nên được Tào Phi hết sức tin tưởng. Từ đó,
Tư Mã Ý đã giúp Tào Phi củng cố quyền lực, hạ bệ Tào Thực và Đường Quan Lộ cũng thăng tiến. Cuối cùng, ông được phong thừa tướng và trở thành cánh tay chủ lực của Tào Phi. Tư Mã Ý và Tào Phi luôn gắn chặt với nhau trong chiến đấu nhà Thục và nhà Ngô. Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là đối thủ không đội trời chung thời Tam Quốc diễn nghĩa. Năm 226, lúc Tào Phi lâm chung, ông giao phó Tào Duệ cho Tư Mã Ý. Sau đó, dưới sự giúp sức của Tư Mã Ý, Tào Duệ lên ngôi vương. Lúc này, Tư Mã Ý lại nhận được sự tin tưởng hơn nữa. Vì vậy, ông được giao nắm trong tay binh quyền. Thời điểm này, nước Ngụy vừa phải chống Thục lại phải chống Ngô, khiến cho cục diện Tam Quốc trở nên căng thẳng. Năm 231, Tư Mã Ý dẫn quân đối đầu với Gia Cát Lượng. Có thể nói, Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là những đối thủ xứng tầm trên chiến trường với tài cầm quân mưu lược và cách đánh được đánh giá sáng tạo thời bấy giờ. Có thể nói, cuộc chiến Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng đã giúp người đương thời biết đến Tư Mã Ý. Câu hỏi Tư Mã Ý là ai dần dần biến mất. Trận đầu tiên, Gia Cát Lượng thua và rút quân. Vì muốn tiêu diệt Trương Cáp, kẻ chống đối mình trong quân đội, Tư Mã Ý đã ra lệnh cho Trương Cáp đuổi theo tiêu diệt tàn binh Gia Cát Lượng, nhưng lại bị phục kích và Trương Cáp bị tiêu diệt. Trận thứ hai giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng diễn ra vào năm 234. Gia Cát Lượng mang quân tấn công, nhưng Tư Mã Ý chỉ thực hiện phòng thủ và tìm cách phá địch từ phía trong. Nhận thấy điểm yếu của Thục là vấn đề tiếp lương, ông lệnh cho Tư Mã Chiêu giữ quân để khi quân Gia Cát Lượng mệt mỏi, thiếu đề phòng thì tấn công. Chiến lược của Gia Cát Lượng là khiêu khích quân Ngụy, khiến các tướng lĩnh dưới trướng đòi tấn công, nhưng Tư Mã Ý vẫn điềm nhiên và không tiến đánh dù bị quân Thục dùng đồ áo phụ nữ để kích động ông, ám chỉ ông nhút nhát như đàn bà. Sau đó, Gia Cát Lượng còn phái sứ giả sang để kêu gọi và thách chiến Tư Mã Ý, nhưng ông không quan tâm chuyện chiến sự mà chỉ tập trung hỏi kỹ về Gia Cát Lượng. Sau đó, ông nhận định việc Gia Cát Lượng sẽ chết sớm. Quả như Tư Mã Ý dự đoán, Gia Cát Lượng đã đột tử ngay tại doanh trại. Quân Thục giữ bí mật về cái chết của ông và âm thầm rút quân. Người dân và mật thám báo cho Tư Mã Ý, ông ra lệnh xuất quân tấn công quân Thục. Tuy nhiên, Tư Mã Ý rất đa nghi bởi việc ông dự đoán Gia Cát Lượng chết sớm có sự chứng kiến của sứ giả. Sợ rằng Gia Cát Lượng giả chết và việc hai tướng nhà Thục dẫn quân quay lại tấn công đã khiến Tư Mã Ý sợ trúng kế, bèn lệnh rút quân. Việc này khiến nhiều người cho rằng ông đã sợ một Gia Cát Lượng đã chết. Ngoài việc giao chiến với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý còn được biết đến với trận thắng trước Công Tôn Uyên ở Liêu Đông. Khi nắm được nhiều quyền binh trong tay, Tư Mã Ý không thể tránh khỏi sự nghi ngờ của Tào Duệ. Quả đúng như vậy, khi Tào Duệ sắp chết, ông nghi ngờ Tư Mã Ý và sắp đặt kế hoạch đẩy Tư Mã Ý ra khỏi triều đình và đưa Tào Phương kế vị. Tuy nhiên, kế hoạch không như mong đợi khi những người Tào Duệ tin tưởng lại phản bội ông về phe Tư Mã Ý. Sau đó, những người có thể kế vị Tào Duệ được ông chọn đều lần lượt bị đẩy ra. Cuối cùng, Tào Sảng lên ngôi và san sẻ quyền lực cùng Tư Mã Ý. Tư Mã Ý là người nhẫn nhục giỏi nhất thời Tam Quốc. Năm 244, Tào Sảng vì hiếu thắng đem quân tấn công Thục Hán mà không được Tư Mã Ý đồng ý. Vì không được chuẩn bị kỹ càng nên Tào Sảng thua nặng nề, tổn thất lớn nhưng vẫn nắm được thực quyền. Tư Mã Ý chán ngấy cảnh này nên quyết định từ quan về ẩn với lý do bị bệnh. Tính đa nghi, Tào Sảng phái Lý Thắng về thăm dò. Tư Mã Ý giả vờ bệnh nặng và lừa được Lý Thắng. Năm 249, sau thời gian chờ thời cơ, Tư Mã Ý ra tay. Khi Tào Sảng và Tào Phương rời khỏi kinh đô tới thăm mộ Tào Duệ, thì Tư Mã Ý với sự giúp sức của một số vị quan đối nghịch chống Tào Sảng trong triều đã tuyên bố có mệnh lệnh từ Quách Thái Hậu, vợ của Tào Duệ, yêu cầu đóng tất cả cổng thành Lạc Dương và gửi thư cho Tào Phương buộc tội Tào Sảng lũng loạn triều cương. Tào Sảng run sợ và có ý định chạy đến nơi khác, tập hợp lực lượng tấn công Tư Mã Ý. Tuy nhiên, ông lại chọn cách đầu hàng với những lời hứa hẹn của Tư Mã Ý là sẽ cho ông giữ nguyên mọi chức vụ, địa vị. Tuy nhiên, khi rơi vào tay Tư Mã Ý, Tào Sảng đã bị xử tử cùng các quan lại vây cánh của y. Sau khi lên nắm quyền, Tư Mã Ý lần lượt gạt bỏ các kẻ chống đối trên chính trường. Tào Phi lúc này mới 18 tuổi như là một vua bù nhìn khi trong tay không có chút quyền lực nào. Tư Mã Ý từ đó cũng cố gắng củng cố sức mạnh đất nước,
lấy lòng dân bằng cách loại bỏ tham nhũng, thăng chức cho những vị quan thanh liêm và phát triển kinh tế đất nước. Năm 249, tướng Vương Lăng với sự giúp đỡ của Sở Vương Tào Bưu âm mưu nổi dậy nhằm thâu tóm quyền lực từ tay Tư Mã Ý. Chuyện bị phát giác, Tư Mã Ý đem quân nhanh chóng tiến quân và hứa sẽ tha cho Vương Lăng nếu đầu hàng. Biết không thể chống lại nên Vương Lăng đầu hàng. Một lần nữa, Tư Mã Ý lại thất hứa ép Vương Lăng và Tào Bưu tự sát. Gia đình Vương Lăng và những kẻ phản bội bị giết sạch để trừ hậu họa. Sau khi kiểm soát nước Ngụy, Tư Mã Ý qua đời ngày 7 tháng 9 năm 251, thọ 73 tuổi. Sau khi ông mất, con trai ông là Tư Mã Sư thay quyền nhiếp chính nước Ngụy. Sau đó một thời gian, Tư Mã Viêm, cháu của Tư Mã Ý đã lật đổ nhà Ngụy, lập ra nhà Tấn. Quý vị thân mến, theo suốt chiều dài dòng sông lịch sử Tam Quốc, có biết bao anh hùng đã được sản sinh, nhưng số phận của mỗi người đều rất khác nhau. Có người biết tận dụng thời cơ để xây dựng cơ đồ tạo nên thời thế oanh liệt, cũng có người để mất giang sơn chỉ vì lòng hiếu thắng và nhìn sai người. Cũng giống như câu chuyện của Tư Mã Ý và Tào Sảng, nhưng tất cả đều tạo nên những trang sử hào hùng trong lịch sử Tam Quốc. Còn quý vị nghĩ sao về bài học lịch sử này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Ngoài ra, lịch sử Trung Quốc còn rất nhiều những chương trình giải mã bí ẩn Tam Quốc diễn nghĩa. Xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!